đến với câu chuyện một người cha đơn độc một mình nuôi hai đứa con. Và đau khổ là hai người con của người cha này bị bệnh không thể chữa khỏi được. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Người đời đều khinh bỉ với người ta, coi thường dữ lắm. Bởi vì họ nói mình ăn ở ác hoặc là mình uống máu khỉ. Còn họ nói vợ là bị khỉ lấy đồ này kia, tinh tinh lấy. Bởi vì em nói nhiều khi hết nước mắt luôn. Vợ em nó không dám ra đường luôn, bị thanh niên nó đánh miết à. Họ nói là nói ông bắt đâu hai đứa này, hai vợ ông thuê ở đâu hay là ông tiễn ở đâu về. Dạ thì sinh ra thì hai vợ chồng đều là ngạc nhiên ghê lắm, đều thấy hết hồn, khóc hết nước mắt. Mình cứ nghĩ là mình đâu có làm điều gì ác đâu mà lại sinh hai đứa con ra bị như thế này, giống như ông trời ông phạt mình vậy. Có bao nhiêu tiền của là đều đi chữa trị cho con, nhưng mà cuối cùng hết tiền mà cũng chẳng được cái việc gì. Bước cuối cùng họ chỉ có chẩn đoán là bị teo não thôi. Đúng là vô đường cùng rồi, thì mẹ mới chịu không nổi, thì giờ quyết định chia tay. Trời ơi, con đã tật nguyền vậy rồi con đòi bỏ nữa, mẹ đã bỏ rồi mà cha bỏ nữa, để mà đi làm cho cái cuộc sống mình nó được vui vẻ hơn thì chắc gì đã vui hơn. Hai đứa vẫn nghe được nhưng mà vì không trả lời được tiếng nào thì bây giờ hết cách, càng lớn là càng nghịch ngợm quậy phá, bàn cái gì đem quăng hết. Bình thường vậy không có gì hết mà khi đã nổi nóng lên rất là dữ. Nên chi là bác sĩ họ nói cũng đúng, hai bé này mà mình nuôi nhốt là nó sẽ bị tự kỷ. Cái cuộc sống của cha con em là nó rất là linh đinh, và người em thì giờ nó đau rất là nhiều lần rồi, giờ không thể nào làm được việc nào. Tôi là có cái giọng hát tuy không hay nhưng mà tôi hát bằng một cái niềm tin, một cái nghị lực vì hai đứa con, để cho các con tôi được vui, để cho hai bé được tiếp xúc ngoài xã hội. Mà nó vui về thì người nó rất là khỏe đó, nó vui cười, nó la, nó hét đồ vui lắm, mà tâm hồn tôi cũng được thanh thản. Gà trong nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đặng. Từ đây lo cày cho qua ngày tàn phai dẫu xưa. Màn đêm sao bi ai cứ mãi buông dài cho tôi say. Có ai không buồn khi bằng lòng mình không thủy chung. Giờ này nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng. Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những tình xưa trao nhau biết bao tâm sự, trong lòng nào ai thấu chẳng từng căn thâu. Con ngu
được đâu. Cứ mãi lo âu nhìn ra bên sông, lòng chờ mong, mong người về đây để cho con tiếng ru à ơi, để cho con giấc ngủ nó trong và cho con từng giọt sương. Rồi trăng lên chợt ngất buồn tơ, bóng trăng lung linh nằm in bên sông, rồi tan nhanh chốn vui tình anh. Em mê chi gấm nhung giàu sang, sao gây bao đớn đau phu phàng cho chim quyền lẻ đôi chia đàn. Mình ơi mình chào chị. Anh ơi, hôm nay anh đến anh thi hát á, rồi hai con của anh á, ai trông? Anh gửi cho ai hay sao anh? Anh nói em nghe, em muốn biết con của anh đang ở đâu và ai trông hai con. Tại nào giờ có mình anh lo, anh lo cho con thôi. Dạ em thưa chị và thưa ban giám khảo, dạ em gửi hàng xóm, em cũng dặn dò rất là kỹ, bởi vì cái tính con em thì em biết bé lớn rất là, nếu mà thiếu cha là bé lớn hay nổi nóng, thậm chí em là bị con quánh miết. Bác sĩ nói là đây là một cái trường hợp rất là hiếm thấy, ở Việt Nam mình chưa có. Bác sĩ họ cũng xét nghiệm rất là kỹ và họ cho một cái chứng bệnh, đó là bệnh teo não. Anh ơi, vợ anh đi bao lâu rồi? Dạ năm nay năm thứ năm. Mình nói bằng mọi lời để cho vợ lui lại, để cùng nhau chung sức lo cho con, nhưng mà người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng. Bởi vì nhiều người khuyên em nên bỏ hai đứa vô trong trại mồ côi để cho mình đi làm rồi lấy tiền gửi, mà nằm mơ nhắm mắt lại là thấy người ta đánh con mình. Nên từ đó là em tự hứa với bản thân, đã thiếu tình cảm của mẹ rồi thì bây giờ không để thiếu tình cảm của cha nữa. Sau chương trình này em đi bán là nhiều người họ đừng coi thường em, mà nhất là những anh thanh niên trẻ hay đánh em lắm. Nên chỉ em chỉ có biết khóc mà thôi. Lần đầu tiên em cũng không nghĩ là em sẽ lên đứng được cái sân khấu lớn như thế này, và gặp, nhất là gặp chị Cẩm Ly và anh Trắng Thành. Đó là em rất là vinh hạnh. Em ước gì em được nắm tay của chị Cẩm Ly dù một lần và ôm anh Trắng Thành. Thương lắm quý vị, anh đi thi hát anh không có một bộ đồ nào hết. Bộ đồ này là anh mướn. Anh mướn trước khi anh đến đây anh thi. Quý vị biết không, khi mà ổng ôm tôi đó, ổng ôm chắc mà cái người ổng run bần bật vậy nè. Tôi nghĩ là lâu lắm rồi anh không có cái vòng tay và cái ôm của một cái người, tôi dùng từ là một cái người bình thường. Em thấy anh cũng rất là lạc quan và anh cũng không có bỏ hai đứa nhỏ đó. Em nghĩ là cái điều này là khó lắm rồi đó.
em ngưỡng mộ, em kính trọng anh hơn một cái điều là thường thường á là người ta hay nói cha bỏ con, mẹ không bao giờ bỏ con á.